rồi qua 31 à, giờ là 31 thứ 6 ngày 5 tháng 5 quý mẹ. Hôm qua anh, hôm qua anh còn máy tờ 31 mà anh lấy có một tờ thôi. 31 đâu, 2 tờ 51. Hôm qua còn tờ một tờ đó à? Nếu mà hôm qua anh định lấy nhiều tờ à? Thì lấy 3 tờ luôn đó, mà lấy còn 1 tờ luôn. Vậy là hôm qua trúng mà chưa đổi sao ngay? Đứa anh mua ở đâu còn 1 tờ mộng á. À, 31 nè. Vậy còn có 1 tờ mộng à, số tới từ sáng giờ chưa có tới đổi á. Tờ giờ là nó bạc đi đâu mất đi kiếm. 31 nè. 31 giờ là nè. Ngày 5 tháng 5. À, vậy là hôm qua người ta bảo em mà số. Hả? Mua rồi, ta lấy đường này nè mà. Cuối này đây. À, qua lấy cho trời thấy. 31. Một số nó mờ mờ, má nó mờ mờ. Hả? Đúng rồi, màn hình nó hơi mờ. 31. À, 31. Đây coi với cái má đây để dón cái ấy là ngày nam thân nam. Còn 2023 mới nay tháng nam rồi thì cưới mẹ má nhanh thì. Giờ là ngày nam tháng nam. À 31. Rồi. Nếu hôm qua có 31 nhiều lấy không? Chẳng qua nâng số 31 rồi. Vậy giờ mà. Ngon quá, anh ăn số 31 à. Anh trao nhọt ở tầm bét mà cái số điện thoại anh số máy thì. Số anh nói số đi, để người ta biết ta điện cho anh. Không chiến máy. 03 phải không, là Viettel, giá anh xài Viettel à. Trao nhọt trao ọt phải không. Trao ọt á mà, trao loa ọt á. Đó, đâu, đưa số điện thoại đấy. Để cho karaoke nè. Lưu động nè, bên nè. Rồi để coi. À, chuyên phục vụ nè. Đốm tiệc cứ họ liên quan sinh nhật. Hân hạnh phục vụ quý khách. À, xóm hơ Minh Mỹ tỉnh Bé sân tỉnh Quan Ngã. 039 435 9904. À, rồi 033 703 146 anh có hơi số phải không? À rồi rồi. Để người ta biết, người ta điện cho anh nè. Ở đây nè, 039 nè, 435 99 nè, 04 nè, anh Bình nè, đầu xíu nè, gión này cho đây cho anh luôn, cho nó dính ở đây luôn, gión vô chỗ vi số đẹp cũng được, nha, gión này cái giách gì vậy, cho nó dính, ai vô cái trụ kia, là mình dễ nhớ hơn, đó anh Bình phải không, ở có đôi kia lưu động, anh có hơi giòn không phải không, hơi giòn loại hiện đại nhất của nhà phải không, đâu đâu, để có gì người ta điện phải không. Anh trống cho số. Anh Bình mà anh Bình trống hơi tỷ ngang là anh lồm lớn luôn á. Tổ chức sân bán tình bét đó. Hót hơn à. Hả? Đó, ăn nhậu thơm á. Hả? Đâu đâu. Quả nó không nguy hiểm đâu. Đâu thì em xin kính chào quý vị anh chị của bác luôn nha. Thì sáng em anh Bình đóng đầy số 31 đem chung cho ảnh. Giờ nữa em cũng muốn là quảng cố cái karaoke lưu động anh Bình, anh có hơi cái dòng karaoke. Vừa rồi thì cái vũ tổ Hùng Dương lễ vừa rồi ngày 1 tháng 5 rồi. Từ đó thì anh Bình anh cũng là thu nhập cũng khó khá. Đó, nhưng mà qua lễ là nó hơi dán. Đó anh chị của bác mình ủng hộ anh Bình thì điện cái số điện thoại nãy em hơi số Viettel này hồi nãy này đó. Rồi thì mùa hôm nay thì em bón với số từ sáng giờ cái đời quân ngỡ này họ thì em cũng quay xa qua cho anh chị cô bác mình em xem nha. Rồi 35 50 12 41 45 36 26 26 56 83 43 44 64 17 23 và hơi bóng em xin lỗi rồi đất nông nha anh chị đó là em bón cho cái ngày 6 tháng 5 này. Hôm qua anh Bình anh trúng ngày nam, hôm nay ngày 6 đó em cái đây đất nông ở phía dưới này nè, 06 này, 4 hơ này, 61 này, 89 này, hơi 10 tờ lận. Đất nông là mẫu sắp hơn 10 tờ lận. Hơ bả này, 9 bả này, 05 này, 3 bả này, hơ mốc này, 14 này,
23 này, 49 này, 54 này, 68 này, 59 này, bả hơ này, 81 này, 63 này, 90 này, 08 này, 03 này, 36 này, 45 này, 41 này, 10 hơ này, 95 này, 50 này, 35. Em tua lại cho anh chị mình xem lại nha. 44 này, bả ba này, đóm hơ này, 56 này, hơ 6 này, 64 này, 17 này, hơ 4 này, rồi hơ bả này, 9 bả này, 05 này, bả bả này, bộ số này đẹp này, 43 tóm tóm 6 này, 59 này, 6 tóm này, 54 này, 49 này, hơ 3 này, 14 này. Để coi số này có dập với đây không. Rồi hơ 3, hơ 1 này, bả hơ này, tóm 1 này, 63 này, 90 này, 08 này, 03. Đó nha anh chị. Đó thì từ số nhà em bón cũng nhiều rồi. Đó bón từ số nhà em bón cũng nhiều rồi. Đó cũng gần cái trăm tờ rồi đó. Đó rồi sáng anh em trúng số em qua cho anh chị luôn xem luôn, chứ thật sự thì anh chị ít có mua, ít có mua online, mà anh chị chỉ ghé mua ủng hộ em trên đường, anh chị đi trên quốc lộ 24B này, anh chị ghé chỗ Tình Bác đối diện cây xăng dầu Tình Đông, anh chị vừa đối diện cà phê xanh đó, cà phê pha má của Ý đó, thì mới mở đó, anh chị ghé là mua ủng hộ em thôi, chứ còn online anh chị chỉ ít có mua. Ở chợ quê mình người ta cũng không có quen cái mua online của hơn nữa, bán tài khoản rồi là gửi số thì nó cũng không chát bèn, không nghĩa là vậy, người ta ít có mua đó, là chưa có quen nha quý vị. Ở cho em thấy nhiều người ta cũng mua trên mạng, ta mua online cũng trúng cũng nhiều, nhưng mà ở quê mình người ta cũng không, chưa có quen lắm. Rồi thì em cũng vừa mới sửa rốt cái má xe cho thằng em đó, thì tại số nhà cũng mỏng quá đó, thì lúc này em biết có quay cho anh chị đó, nhưng mà có ai trúng em sẽ quay em đưa lên cho anh chị mình xem đó. Hàng ngày đều trúng hết, qua em bón hết 5 tờ 31 đó, số 31 đó, nhưng mà mới đậu được một tờ thôi. Rồi thì video đến đây em cũng xin tạm dừng nha anh chị, nhiều khi người ta không có rảnh, có lẽ chiều hoặc hoặc mơ gì đó, nhiều người người ta để có từng tủ lạnh nha anh chị. À, cho nên ai mà người ta lạnh số thì có gì em quay em rảnh thì em quay em đưa cho anh chị mình xem. Rồi đến đây em cũng xin tạm dừng, cảm ơn quý vị anh chị, chúc anh chị cô bác may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị những cái video quay những cái tờ giấy số trúng sao nha anh chị. Rồi anh chị nào ghé mua ủng hộ giấy số em và ủng hộ anh Bình, hôm nay anh trúng con 31, anh tới anh nhận đầu tiên. Số điện thoại anh Bình karaoke online lưu động 0394359904. Tại vì ảnh cũng tính tình ảnh cũng rất là vui vẻ thoải mái rộng rã, cho nên là mình kêu karaoke của ảnh, anh tướng anh cũng khỏe mạnh, kêu có liền nha anh chị. Rồi rất nhanh. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái video sau nha.